Sáng nay, ông giáo trẻ Vlog có một chuyến tham quan du lịch tại cánh đồng hoa ở thông thành. Ông đi tới đi lui đi tìm những cái vườn hoa rất là đẹp. đau, nào là bông màu gà. Tiếp theo là những bông hoa nhải tung tăng khoe sắc dưới bầu trời nắng vàng thật đẹp. Ông cũng không quên tìm cho mình những bức ảnh thật là lung linh trong ngày Tết. Tiếp theo, ông đi đến một vườn hoa. Vườn hoa này có màu cam. Những bản lá của nó thật to, cây của nó thật tận đứng và cao. Phía phía xa xa có những cây dừa xanh thật là đẹp. Đi một hồi, ông lại quanh quẩn, quanh quẩn đi tới vườn cây hoa màu gà. Màu hoa gà gồm có màu vàng, màu đỏ. Phía phía xa xa có ngôi nhà màu vàng luôn. Tham quan một hồi muốn rã cây giò và bây giờ đã tới giờ ăn, người ta bày ra rất là nhiều đồ ăn, mình ăn muốn bể bụng. Đây còn sót một vài tấm hình, hình ảnh hết sức bình dị và đơn sơ. Và câu chuyện đi tham quan cánh đồng hoa ở Đông Thành đến đây là hết. Xin chào tất cả mọi người.